Thôi thì tôi cũng chẳng biết nói gì anh em, thì hôm nay mấy anh em cứ thế thôi. Ui ui, số thứ hai FC giao dịch. Đó, trước thì mình có làm đó là FC giao dịch, còn bây giờ nó sẽ có một cái tên nó nghe nó nghe nó hoa mỹ hơn tí. Đấy, nghe nó hoa mỹ thứ tí, và bây giờ ok, chuyển vào màn hình luôn. Không để những người anh em tôi đợi lâu, thì bắt đầu là hôm nay chúng ta sẽ có những cái tên giao dịch mới. Chúng ta sẽ có những cái tên giao dịch mới, không biết hôm nay nhá. Vì căn bản là anh em bảo là đá rô béo tập 1 ấy. Sau khi đá rô béo xong và đăng lên thì mấy anh em vẫn bảo rồi ai đá rô béo thứ hạt quá. Hello thầy. Biết tin thầy cần phôi vào giao dịch, em ôm sẵn 20 con hàng Bome Gardner và Hamilton mùa 23 UCL. Thầy mắc đầu có hàng, giá đẹp chỉ 300m một con. Hamilton. Con mẹ Hamilton 23 U à? 23 UCL. Mắc hết. Giá đẹp 10 con, ok. Ôi nhưng mà giá rất đẹp nhá. Giá mấy con này rất đẹp. Anh trưởng đội điều tra tội phạm chiếm đoạt tài sản đã donate cho Tabin 10.000 đồng. Cái gì mà điều tra? Số tiền hôm qua ông giấu ở đâu? Khai mau. Không có cái tiền gì. Tiền gì? Chịu, tao biết rồi nhá. Tiền gì hỏi chịu nhá, không biết. Đó. Nói luôn không biết nhá, chịu. Em hôm nay mình mua rất là nhiều những con phôi này. Rất là nhiều. Rồi, như vậy là tên đầu tiên. Không để anh em chờ lâu. Tên đầu tiên. Nào. Đẹp lắm cái tên này, cái tên 4 giao dịch nó đẹp như trong tranh nhỉ. Con mẹ mà nó là kỳ hoa dị thảo đây rồi. Cứ thế thôi. Cái gì đây? Brahma. Đó. Brahma. Cú ra hoa, cái lòng gì sao nhìn bài đẹp thế mà chia xấu vậy? Ronaldinho. Dô vẩu, thật sự lại còn cộng thêm cả phí chuyển nhượng nữa. Dô vẩu lại còn được cộng thêm cả phí chuyển nhượng. Tám tấu đây rồi, dô vẩu, ok. Quá đẹp bài này, tôi bảo rồi, kiểu gì chả bớ thật một con mà lại còn cộng thêm cả phí chuyển nhượng nữa. Tuyệt vời, ok. Từ, đưa anh vẩu vào đội cái. Bỏ ra bỏ bớt những con hàng mà không dùng đến ra. Ông đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn đấy. Vớ va vớ vẩn, ai nói giữ lại. Cái gì? Xóa nhanh giúp em cái. Xóa béo xin phí một biểu quyết y ơi. Xóa béo xin phí một. Anh em này nhiều số 1 tôi xóa mẹ rồi béo luôn thật. Sao nhiều một thế nhở? Sao nhiều số 1 anh em đồng lòng? Sao anh em đồng lòng quá ta? À, sao mấy anh em đồng lòng với ta? Cất đi lên siêu sao dùng. Vãi cả lều, cất đi lên siêu sao dùng. Ỉm qua đấy, qua đấy nhịn qua ỉa đấy thì thôi nhở. Oai, nhịn qua ỉa đi. Táo bón luôn mất. 300. Thêm 300 nữa. Hơi cao. Bella Cotrap. Rô. Ok, xin cảm ơn Ngọc Anh nha, cảm ơn tất cả những người anh em. Anh em gửi qua cái Zalo Tabi Tuấn Anh em mình của mình nha. Cảm ơn Ngọc Anh nhiều. Cảm ơn Vũ nha. Ôi trời ơi. Thầy vào TTCN treo 150 con Viter Rock 23 UCL em tặng thầy này. Đợi một tí Hiếu ơi. Adan Guler cộng 5. Arthur. Mua mang con này về đá nhá, mang con này cậu ất cậu ất là cậu gì? Ihenacho. Ôi trời ơi, cậu ất đi, ất là cậu lông đi. Hello thầy, vào đây có đập đi xây lại không ạ? Nay chưa có rồi, hôm nay buổi trưa định làm đập đi xây lại, nhưng mà bây giờ thì làm Ihenacho và thay cho rô béo. Hàng công nhá, tổng chỉ số cộng vào chưa được 300, tổng OVL cộng vào chưa được 300. Hàng công là bao nhiêu? 170 này, 170% là khoảng 275 đó. Cộng 3, 3 con cộng vào chưa OVL chưa được 300. Đám ST lưng 7. Đào ST lưng 7 luôn cho cẩn thận. ST lưng 7 khó thật đấy. Nào. Thôi không sao mình phải lên đội này thì nó mới có được cái sự công nhận của anh em. À, em phát hiện ra thầy cũng nghiện Lego Technic rồi, mua về lắp giống em nhé. Nghiện lắm không bỏ được đây thầy ạ. À, không giấu gì anh em. Đấy, hôm nay được quà tí quà trung thu. Được tí quà trung thu đây thì nốt cái tờ giao dịch này trong cái ra ngó cho anh em xem nha. Nói chung cái này thì ôi nó có khoảng gần 2.000 cái mảnh. Thế như bác không phải hứa hẹn cái gì nhưng mà cứ thế thôi. Cứ thế thôi nhá, không phải hứa hẹn gì. Ừ, anh bảo rồi, không phải hứa hẹn gì. Cứ thế nhớ thôi. Nhé, cứ thế thôi, không cần phải hứa hẹn gì đâu. Cứ thế thôi. Cứ thế thôi nhá. Tỏi, Camahan, Lung Bóp, Saquidi. Tôi này hơi khó lấy. Lung Bóp để Saquidi lại quốc dân, 4 cấm cãi quả. Nhưng mà quả này nhá, mua về mang về công lại bảo quốc dân cái nọ kia mà. Đó.
bốn à, bây giờ bốn, bây giờ bích về, bây giờ nó bảo quốc dân cái thứ, đừng có đá thế nọ kia, sao bảo không đá quốc dân này nọ cái thứ là nó phiền lắm. Sa Quiri này quốc dân gì à, úp mà lại quốc dân. Chú bớp nào, Sa Quiri áp quốc dân. Ok, tôi lấy Sa Quiri nha, tôi lấy theo số đông. Số đông em khuyên bảo như nào anh em ạ? Số đông em khuyên bảo như nào thì tôi lấy theo đấy. Tôi thì cứ làm tí những cái con nào giá trị to mình cho đi trước nhở, cái to mấy con to to mình cứ vứt bớt đi, xong rồi cho mấy con bé sau đi sau. Đây chẳng hạn như này, đây tôi nghĩ như này là ok này. Thế thì khả năng mới bỏ con 500 này ra, thêm một con nữa là thêm một con khoảng 300, ok, như vậy là 7 con nào. Bây giờ mình phải có tập này, mình có dự bị không là không chịu. Ôi được. Ôi. Lắp mấy bộ Lego Technic này thì hấp dẫn nhất là lắp đoạn động cơ thầy à. Tí thầy mở catalog đoạn động cơ ấy. Ok. Cuốn lắm hả? Xin cảm ơn Ngọc Anh nha. Ôi, đây rồi, bốn mùa đẹp lắm Mai ơi. Ôi, như trong tranh. Trong cơn mơ anh là chàng tỷ phú, tỉnh cơn lú anh là la bu bu. Cứ thế thôi, không phải hứa hẹn gì nhé. À bảo rồi, cứ thế thôi nhá. Ok. Ok. Ôi, Crespo này. Ôi, từ. Marcelo, Gilic, Gamero. Như vậy là tôi nghĩ là tôi cần thêm một CB dự bị anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi cần một CB dự bị Gilic. Crespo đá CB siêu ngon. Ok, thì mình cứ mà lên mang Crespo nhá. Vứt về đá cánh được, tạm mới vứt đá cánh đi. Crespo. Crespo hot quốc dân. Crespo thì quốc dân gì nữa. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến thêm một vài tên nữa xem nào. Chuẩn bị hết, bắt đầu chuẩn bị thấy đuối đuối phôi rồi đấy. Khoảng là 5 con 300 rồi đi. 5 con 300 thì cho khoảng 1.500. Đấy, còn lại là mình sẽ dùng con này. Thầy còn dự bị, tôi biết mà, còn dự bị cái thứ nữa mà. Và đó là đây rồi, 2 con hàng trẻ, 1 con hàng quốc dân. Đó, 2 con hàng quốc dân và 2 con hàng trẻ. Đây rồi, tuyệt vời. Kiểu gì giải ra con hàng ngon. LH Alexis Sanchez, ok. Em nét ta lại quốc dân, bớ tan quốc dân này. Ủa, bây giờ chính ra cái điều lệ không đá quốc dân khó. Thành ra bây giờ khó, nói thật. Rồi, Luis Maximiano, GK. Nào, Pedro Neto. Sanchez hàng MU à? Pedro phá lại tí, khả năng phá lại tí. 3, ok, lấy của 3 luôn. Ngày nào không đâu nết cho thầy là ngứa ngáy khó chịu. Mày CB. Thầy cho em hỏi, đó là dấu hiệu của bệnh gì à? À, đó là bệnh, cái chứng bệnh có cái tên lạ, đó là chứng bệnh Wiesken nha. Chứng bệnh đấy nha, một ngày mà không quét không chịu được đâu. Đó, virus thâm nhập vào người rồi. Okocha, quá đẹp. Tôi nghĩ là như thế là nó nhanh. Anh em bảo lên 8 con đi có khi ngon. Ờ, có khi không thì mình lên 8 con đi có khi là mượt đấy. Đấy, 1996 này. Nào. Rồi, đẹp lắm, sao đợt này nó ngon đấy nhỉ, đợt này những cái quái thẻ ra nó ngon lành người ta, thề luôn. Ôi trời ơi. Nói thật làm con tên này đã khổ hơn thợ xây rồi, còn ép cô đờ si đá quốc dân, giao dịch con nào ngon chọn con đấy, chứ vào ranh bị nó nắc cho khổ. Cũng được, nghe cũng đúng. Ôi trời ơi. Này xô nghi à, nhầm xô bin đá hay quá thầy à. À tối nay thầy có so trí với viewer không ạ? Đừng có nhầm như thế nhá, đừng có nhầm như thế Hiếu nhá. Hiếu đừng có nói nhầm như thế nhá. Salah quốc dân, lại Salah quốc dân à? Barrow à? Con mẹ Barrow tiền đạo quá rồi. Salah, Kulu. Phải là ông vua Ai Cập, ok bớ luôn. Ông vua Ai Cập đi, khả năng có tí người gánh. Lương 21 để có một chút người gánh rồi. Đó, đội hình hôm nay đội hình dự bị nó dày hẳn đấy nhá. Thì anh em chấp trước cho cái trường hợp Samu Katiezo này vào được không nhỉ? Nếu được anh em chấp trước cho trường hợp này vào, trường hợp này là không phải giao dịch ra. Nhưng mà mở cái gọi cái chuyển sò thứ gì nó ra. Netta, đây nhá, Netta, tôi làm đội trưởng, tôi dọa mấy con vợ này vào nhìn thấy quả Netta tưởng team có lo LN Milan các thứ. Vào nhìn đội trưởng muốn làm tí ăn quả đòn không bạn đó. Lương 7 được đá chính mà thằng lương 9 lại dự bị à thì. Bỏ con mẹ Lingard ra luôn, hàng công nhá. Hàng công đá lương 789 luôn. Này, bỏ Lingard ra đá quả hàng công 789 tôi hiểu. Nào, sao? Đá quả hàng công bao nhiêu? 24 lương hàng công, 3 thằng 24 lương, được chưa? Đá nó hàng công rồi luôn, 789. Chứ không phải ra gì đấy, vào thấy kiểu Netta, Icon với Manini kiểu phục bạc tí nhỉ. Con lợi nghe nhìn thấy Netta hãi đấy nhỉ.
Ôi trời ơi! Chấp 100 lương như này thì đá mãn kiếp cũng không sợ lâm vào cảnh giống mấy con vợ áo sọc đỏ xanh. Ôi, bên này cũng thế mà. Bên này cũng có mini town, một xe đỏ ở đây rồi. Mình phải khai thác vào thằng mini town này. Chỗ lương còn lại đủ nhét Huy Hải vào rồi. Thầy đá Huy Hải lên siêu sao mới là đỉnh của đỉnh. Có khi phải mượn của Huy Hải thật. Có khi phải mượn của Huy Hải về. Anh em biết bên cánh tôi có ai không? Toan GB. Đọc chuẩn là Toan GB. Cái này thằng này ca là y cái gì đây? Trời ơi, bóng full lực kìa. Samu Catizo no. Phil Foden. Trời ơi, Samu Catizo. Kelechi Iheanacho, tiền đạo lương 9. Đỡ đi. Hàng công có tốc độ à? Ôi trời ơi. Hello vậy. Cảm ơn Phường Ma, cảm ơn em vì đã theo dõi Iheanacho thi đấu. Veron thánh truyền này. À, không phải con người thật, đúng Veron không phải con người, là con gì ấy. Iheanacho. Ông tổ Osimhen thật, ông già của Osimhen luôn. Cái thời ngày xưa Iheanacho làm mưa làm gió ngoại hạng Anh ấy, quả Osimhen khả năng còn đang ăn dặm. Khả năng là còn đang ăn dặm. Viết lên đi. Chấn thương còn mẹ là phút chạy phút 51 chân cầu thủ chấn thương. Còn mẹ mà chạy đến phút 51 không va chạm với ai chấn thương. Xin mày đi Iheanacho ơi. Uầy, xin mày đấy. Không va chạm với ai tự chấn thương. Tiền đạo vách cả lèo. Iheanacho mệt rồi cho tôi ra đi à. Samu còn đang khỏe lắm đây này. Đó, Samu chạy nhân cướp. Nổ tiền ra đây, kiếm tiền, đưa tiền ra đây, đưa hết tiền ra đây. Đó, đưa hết tiền ra đây. Cụ dân này, Zagadu này, Damian này, no. Cụ dân này. Bắt đầu hết thể lực, bắt đầu tôi cảm nhận được cái sự mệt mỏi các cầu thủ tôi đấy, nhưng phải cố hết trận tình huống này. Qua tiếp. Bắt đầu tôi cảm nhận được cái sự mệt mỏi các cầu thủ tôi nhá. Phút 81 này, bây giờ mới là game thật, bây giờ mới là cái trò FC Online tôi thích này, nó phải thực tế như vậy. Đó, cầu thủ nó phải biết mệt. Nào. Scott McTominay. Ôi trời ơi. Quả tiền đạo Iheanacho của thầy chạy lên chạy về một vòng lắp máy thở. Còn nhanh hơn tốc độ của ông thầy bi béo khi vào nhà ăn nữa mà. Ok, xin cảm ơn con Dũng nha. Samu cứ chạy. Rồi, còn sức còn chạy, mình còn khỏe, mình còn trẻ, cứ chạy đi. Iheanacho cố lên một tí. Cố lên một chút. Foden. Tưởng đánh đầu ra ngoài. Con mày không tưởng đánh đầu ra ngoài chứ. Ui. Ui, tôi tưởng nó sút ra ngoài. Rùa cái gì, 5 quả không có rùa nha, 5 quả không hề rùa. Hành trình này lên siêu sao mọi thứ đang thuận lợi lắm. Có vẻ hành trình lên siêu sao thuận lợi lắm rồi. Tí ra ngoài. Được đấy nhỉ, những cái tân binh mới về chất lượng ấy. Ôi trời ơi. Đời người chỉ cần xem Samu múa trái bóng trên sân là đủ. Những Messi hay Robben cũng chỉ là cái tên mà thôi. Cứ thế thôi. Ôi yeah. Samu, anh đến từ đâu vậy? Anh đến từ hành tinh nào? Đó, anh đến từ hành tinh nào vậy? Salah có chưa được vào sân. Ôi trời ơi. Lingard lại phong độ cắm thật tuyệt vời làm sao? Thật tuyệt vời làm sao? Samu Catielezo lại phong độ cứng. Đó. Iheanacho, Phil Foden trận này Phil Foden bỏ ra, tôi sẽ thay vào đó là Ronaldinho cho nó mới. Đấy. Như vậy là tổng ba tiền đạo mức lương tăng lên rồi. Ba tiền đạo được tăng lên mức lương tổng đó là 37. Được chưa? Hơn một con ITM còn gì nữa. Ôi trời ơi. Thật chưa? Trên con vợ đối hơi mất vệ sinh. Thầy có thể gõ thật căng tay giúp okay, em trận okay. Này được không? Cảm ơn Dũng nha. Từ. Đó. Con vợ này có vẻ biết chơi nhưng cảm giác nó có tí sum up nha. Ôi tôi chết con mẹ rồi. Thôi chết rồi. Ra cái đu kìa. Rồi ok. Tôi biết em chỉ sum up đây thôi. Cái đội hình này thì mình chỉ đá ra cánh thôi là xong. Với cái sự xuất hiện của Tuân GB ở đây thì chúng ta biết ai là người tạt bóng hay nhất FCO rồi.
bóng nhìn rất khó chịu. Mỗi tội là quả Iheanacho này đánh đầu nó hơi tiểu à. Đây không phải là content dành cho những anh em yêu thích thì bóng đá sexy. Bây giờ nó là bóng đá thực dụng lên ngôi. Phải thực dụng mới thắng được ở đội hình này. Hay quá. Ôi Samu kìa. Ôi Samu kìa. Nope. Ôi kìa. Con mẹ sao mãi không ghi bàn vậy. Gonza bắt được căng ngang. Đó là giá trị của quốc dân. Đó là giá trị của Nesta. Bình tĩnh. Lại cái thằng Zagadou để cay. Tập 1 thề luôn. Tập 1 đã bị một quả pen rồi. Nope. Tập 1 đã bị một quả pen rồi. Tập 2 lại dính một fan nữa. Con mẹ Zagadou à. Có vẻ hơi khoai, bắt đầu thôi chết rồi, bắt đầu đến mấy cái danh bán chuyên mà cảm giác nó khoai này thì làm sao ổn nhờ. Đừng nó FD, nó sẽ FD. Nope. Cái tầm này câu chuyện bắt đầu không đơn giản nữa nha. Nope. Bắt được luôn, con ơi, nó bắt được quả bóng vừa rồi. Cứ bình tĩnh nha. Mà anh em mình cứ cho anh em mình cứ thế thôi. Nó gì gôn rồi, trời ơi. Nó gì gôn rồi kìa. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em Tuấn FPT Shop, chào thầy em mới vào. Thầy cho em hỏi nay em tạt thế nào rồi. Tuấn tạt vẫn hay em ạ. Tạt vẫn hay. Mà hàng thủ lủng quá. Mình làm được mà, anh em cố lên, mình làm được. Chúng ta làm được mà. Zigon đi. Nope. Ôi trời ơi. Anh béo ơi. Sao vậy giờ? Trận này sao cầu thủ di chuyển ngáo ngơ ta? Quay lên, đừng sợ, quay lên. Đừng có sợ, đúng rồi, mình yếu nhưng passing được mà. Đến lúc này buộc phải passing rồi. Mày Zigon còn 1 phút, từ từ nhá. Từ. Em Tuấn FPT Shop, cứ thế thôi. Tuấn ré bé một kiến tạo 10k mặt cười. Nhận. Còn thay được ai không nhỉ? Không còn thay được ai luôn mà. Thôi Tuấn ré bé lên đi. Bé mà lên hết tầm này đi, lên hết. Vướng cái gì nữa đâu mà RAM các kiểu. Tầm này không còn CB ở nhà nữa. CB vô nghĩa. Lên. Phát điền đội để mất. Nhanh lên. Còn 1 phút, nhanh lên. Trách thủ. Damian. Chắc chắn là chuyền rô béo rồi. Nope. Ôi trời ơi. Quả Damian của thầy hết trận đem chung luôn khỏi lắp máy thờ. Trời. Mẹ. Đây rồi. Đây rồi. Uame Calo nào. Uame à. Nào. À, mày đùa. Vui là vui thế thôi nhá. Vui vậy thôi. Đó. Nhìn bù đói con nghe này. Đây. Ronaldo. Lựa chọn của tôi. Superman. Cho người Superman tốt nhất. À không, chọn chỉ số cao nhất đó là Salah, cho chắc. Salah, cái chân trái của anh ấy thì anh em hiểu luôn. Và đó là Mohamed Salah. Ok. Vui vậy thôi nhá. Đủ rồi, rồi về luôn, về chiến thuật cũ, về nhanh. Rồi, người ta về đây, khẩn trương, anh em có vị trí nào, về vị trí đấy nhá. Zigon. Crespo. Ua. Sao nhiệt vậy? Con mẹ nó tra tấn, ôi nó tra tấn luôn Batisio tôi. Ôi nó tra tấn bắt. Nope.
đừng hết giờ. Nope. Ôi mẹ mày giữ bóng luôn. Ơ kìa, ơ kìa. Con mẹ bàn thắng rùa, cái bàn thắng rùa sao không xem lại, sao xem lại một số highlight trận đấu này nhờ. Mình sự nghiệt ngã bóng đá thật, đó là nghiệt, đó là bóng đá và đó chính là sự nghiệt ngã khi bạn lựa chọn chơi vì chung vậy. Sự công bằng của bóng đá, có mẹ ghi ba quả hai quả pen là sự công bằng bóng đá.